Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc sáng nay 16 tháng 5, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm thường trực Ban Bí thư thay bà Trương Thị Mai. Trước khi hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Lương Cường, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, quê quán xã Diễu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, dân tộc Kinh. Chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Đại biểu Quốc hội khóa 15. Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quá trình công tác của đồng chí Lương Cường: năm 2002 là Chính ủy Quân đoàn 2, năm 2008 là Chính ủy Quân khu 3, năm 2009 thăng quân hàm Trung tướng, năm 2011 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, năm 2014 thăng quân hàm Thượng tướng, tháng 1 năm 2016 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Tháng 4 năm 2016, được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 1 năm 2019, được phong quân hàm Đại tướng. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương, được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm thường trực Ban Bí thư thay cho bà Trương Thị Mai. Cũng theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại hội nghị lần thứ 9, Bộ Chính trị báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Lê Minh Hưng, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1970. Quê quán xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Dân tộc Kinh, chức vụ Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khóa 12, 13, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tháng 11 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 15, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, thạc sĩ, chính sách công. Giai đoạn 1998 đến 2002, Phó trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, vụ hợp tác quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2002 đến 2009, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2010 đến 2011, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2011 đến 2014, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2014 đến 2016, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Từ năm 2016 đến 2020, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2020 đến 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Từ tháng 1 năm 2021 đến nay, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15 tháng 7 năm 2021. Từ tháng 11 năm 2021 đến nay, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Theo Ban Chấp hành Trung ương, bà Trương Thị Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo, bà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, bà đã có một số vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, bà đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của bà Trương Thị Mai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại hội nghị lần thứ 9, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, gồm ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc giới thiệu nhân sự trên vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 quyết định tại hội nghị lần thứ 9 khai mạc sáng nay ngày 16 tháng 5. Trước đó, vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 26 tháng 4 năm 2024, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội khóa 15 cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ và cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ. Cũng theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại hội nghị Trung ương hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật các cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Cùng với đó là thi hành kỷ luật ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Thưa quý vị, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13. Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về các nội dung đề cương các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị và có bài phát biểu quan trọng. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thời gian qua, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, các tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban điều lệ Đảng đã khẩn trương nghiêm túc chuẩn bị các dự thảo, các đề cương, báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương cho ý kiến. Tuy mới là dự thảo đề cương, nhưng cũng là bước đầu rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị làm sao cho có chất lượng các văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Do đó, Tổng Bí thư đề nghị cần nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu thảo luận cho ý kiến với các đề xuất nêu trong tờ trình và các dự thảo đề cương báo cáo. Trước hết là các vấn đề chủ trương, phương châm của Đại hội, tiêu đề báo cáo chính trị,
báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng, kết cấu và nội dung lớn các báo cáo. Đặc biệt là vấn đề tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong các dự thảo, đề cương chi tiết báo cáo chính trị và của tờ trình tiểu ban văn kiện. Về báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng là những cái báo cáo chuyên đề chuyên sâu về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đây sẽ là căn cứ cụ thể minh chứng cho cái sự đúng đắn của những nhận định đánh giá tình hình và quán triệt cụ thể hóa những cái định hướng lớn về chủ trương chính sách giải pháp được khái quát trong báo cáo chính trị, cần có sự phù hợp nhất quán với quan điểm định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị, nhưng lại không trùng lắp với báo cáo chính trị. Đặc biệt là báo cáo xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng, Tổng Bí thư cho biết cần được làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng nếu có và xây dựng dự thảo điều lệ Đảng mới của Đảng trình Đại hội 14 xem xét quyết định. Về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là công việc hết sức quan trọng. Thời gian vừa qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 19 của Bộ Chính trị khóa 13 về vấn đề này, khẳng định kết quả, bài học kinh nghiệm cần được kế thừa phát huy, đồng thời chỉ rõ những hạn chế khiếm khuyết cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa chuẩn. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo chỉ thị mới để trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến hoàn chỉnh trước khi ban hành. Tổng Bí thư đề nghị quan tâm thảo luận thật cụ thể về các tờ trình dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy, đặc biệt là cơ cấu, số lượng cấp ủy, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số của các cấp tỉnh, thành phố, tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy các tỉnh, thành phố, về tuổi tái cử, lần đầu tham gia cấp ủy, khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ, 62 đối với nam, về bầu cử cấp ủy, bầu đại biểu đi dự đại hội các cấp.